Kiều Anh thân chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu, thân thương, thân mến, nói chung là thân của Kiều Anh. Ngày hôm nay thì gặp lại quý vị nữa. Nói là tại sao lúc này Kiều Quanh lại chia sẻ rất nhiều cái bí quyết của mình, tại vì cũng may mắn là cho đến giờ phút này, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, nhưng mà Kiều Quanh cũng tồn tại và cũng được trong nghề này cũng gần 30 năm rồi. Thì nhiều người gặp lại cũng nói rằng là sao lúc này nhìn Quanh hổng có khác biệt gì ngày xưa so với lại 20 mấy năm về trước, làm cho anh có thêm động lực, chứ không phải người ta khen là để rồi mình chảnh chẹ hay là mình tự hào, tự kiêu, tự đại, mà là có động lực. Động lực là ở đây là cái giữ gìn, thưa quý vị. Mỗi ngày con người ta giống như một chiếc xe vậy đó. Chiếc xe xài lâu năm thì cần phải thay đổi, phải bảo dưỡng, bảo trì. Thì con người mình càng ngày cũng vậy. Mà nhất là phụ nữ sau 35 tuổi rồi, thì quý vị biết Kiều Quanh nói ra là quý vị sẽ nói, ồ Kiều Quanh nói đúng, là sau 35 là chúng ta đều bị đồi mồi, tàn nhang và nám. Vì rất nhiều yếu tố stress gia đình rồi bên ngoài, khí hậu các thứ, ôi rồi ăn uống đủ hết, nó sẽ làm cho ta như vậy. Mà quý vị thấy rồi, một người phụ nữ mà muốn trẻ trung thì da phải mịn màng, phải không có một cái vết gì hết, thì cái điều đó mới làm cho chúng ta trẻ được. Thưa quý vị, đây là thực phẩm chức năng, viên uống trắng sáng. Bây giờ uống trắng sáng, làm trắng sáng da là kem thoa bên ngoài là một loại rồi đúng không? Còn bây giờ lại uống từ bên trong. Là tại sao? Là có đôi lúc những cái sản phẩm mình chỉ xức bên ngoài thì nó trắng sáng bên ngoài một thời gian, nó giúp mình một thời gian thôi. Nó cũng có cái giá trị của nó, nhưng mà Quanh nghĩ cái gì mình từ gốc rễ, từ bên trong ra nó vẫn tốt. Là uống này là nó trị từ bên trong ra luôn. Bởi vì cái thâm nám, cái tàn nhang nó không phải là nó mờ ở bên ngoài phớt phớt đâu quý vị, mà nó đã bị bên trong rồi, mình đã bị lão quá lâu rồi đó, cho nên cần phải uống để tống nó ra ngoài. Thì nói thật quý vị là sản phẩm này Kiều Quanh rất là thích. Thì nói ngay thì Quanh sống ở nước ngoài thì đại đa số là người ta không có thích trắng, nhưng Kiều Quanh vẫn là người châu Á, vẫn thích cái làn da trắng. Để chi? Để mặc những cái bộ đầm sáng, ví dụ màu đỏ nè, rồi màu đen, mà để cho tôn cái làn da lên, hoặc là những cái màu cam, màu vàng, vân vân. Anh thích màu mè để cho mình rực rỡ, mình tươi trẻ, và để gặp quý vị khán giả lúc nào cũng có một cái sự tươi trẻ để truyền năng lượng đến cho quý vị, đem tiếng cười, rồi còn phải đem sức sống nữa đó. Thế cho nên là Quanh uống cái viên này, thì thưa quý vị, cái này nó rất là tốt, bởi vì nó rất là tự nhiên, nó hoàn toàn là thiên nhiên hết. Nó là thực phẩm chức năng viên uống trắng sáng da. Dạ. Nhưng mà nó trị sâu gốc rễ bên trong luôn, là trị nám, trị tàn nhang, trị đồi mồi, và nó làm phục hồi lại làn da của mình. Thưa quý vị, điều đó là cái điều cần thiết nhất cho những người phụ nữ trên 35 tuổi. Đó, cho nên là Quanh thấy nó tốt và nhất định lên để san sẻ với quý vị liền. Thì bây giờ Kiều Quanh chỉ nói là trên 35 tuổi, nhưng mà dưới 35 tuổi không phải là không dùng đâu. Tại vì ta nói ngừa bệnh hơn trị bệnh, cái đó là mình trị. Còn bây giờ mình chưa thì mình cũng phải uống, các bạn trẻ cũng uống đi, ngừa là tôi không bị. Uống tới đó tôi ngừa trước thì nó sẽ tốt cho mình. Chứ tại vì đây nè, nó bổ sung collagen cho da, rồi nó ngăn ngừa coi như là tia cực tím của ánh nắng. Cũng giống như Quanh nè, đây Quanh nói thật quý vị là Quanh quay suốt ngày ngoài nắng, quay nắng, đứng nắng, mà cái nắng của Việt Nam mình thì quý vị biết rồi. Nhưng mà sau khi Quanh uống sáng một viên, chiều một viên thì về, nói thật lòng là quay cả tuần lễ cũng không có bị da, không có bị bóng rát, không có bị gọi là đen sạm xuống gì hết. Là rõ ràng là đây là Kiều Quanh xuất hiện cho quý vị thấy đây. Ngày trước Quanh sợ lắm, sợ hỏi mỗi lần quay phim hỏi chứ quay đâu, lúc nào cũng muốn vô máy lạnh, vô phim trường quay cho nó chống nắng, rồi tránh nắng đủ thứ, vì sợ ung thư da, rồi sợ đen, rồi sợ nám, rồi tàn nhang. Thì nhưng từ lúc có cái này thì nói thật lòng không ra nhận suốt, ai mời cái gì ngoài trời là làm hết, đi diễn hết. Cái chiết xuất của nó, cái thành phần của nó rất là tốt, bởi vì thành phần của nó đó là nó có ô liu xanh nè, rồi nó có từ họ cam quýt nè, mà nhập khẩu chính từ Tây Ban Nha, gốc là từ Tây Ban Nha nghe thưa quý vị. Nên là cái gì mà khi về làm đẹp mà các thứ thì rõ ràng là ở đó, thì khi mà Quanh nói ra là quý vị biết là nơi đó là nơi uy tín như thế nào rồi. Còn nữa, cái chai này á là mình để cho nó bảo vệ, vì nó là thủy tinh á, mình để ở nhà. Nhưng đi đâu mình sẽ chiết ra cái hộp như thế này đó, cái hộp rất là đẹp. Cái hộp này nói thật lòng á là vừa mở ra người ta tưởng đâu làm quà tình yêu ở trong này là nhẫn vàng hay kim cương gì của người yêu tặng nè. Nhưng mà nói thật lòng là khi mình đem rất là lịch sự, rất là đẹp. Thưa quý vị, đó, đựng vậy, mở ra như thế này, mình uống một cái viên xanh xanh như thế này, nó rất là đẹp. Ai hỏi cái mình nói, ô, đây là viên làm đẹp từ bên trong. Bây giờ nè, Kiều Quanh sẽ uống thử cho quý vị xem nha. Thấy không? Phải uống trước mặt quý vị thì quý vị mới tin là Kiều Quanh có uống, đúng không?
Rồi em uống rồi đó nha. Đó là buổi sáng. Bây giờ em chuẩn bị đi quay nè, mà một lát buổi chiều em sẽ uống nữa nhé. Rồi bây giờ nói đến cái giá cả, để coi cái giá cả nó có hợp lý với túi tiền mình không, để mà mình bảo vệ cái làn da từ bên trong nha. Một cái chai da dày 60 viên uống được một tháng là 1.290.000. Ồ, rẻ đúng không quý vị? Thì cái liệu trình mà để cho tốt, để mà nó uống coi như là coi như có kết quả cao nhất ấy, thì quý vị nên uống 3 tháng, là có nghe 3 chai như thế này. Rồi sau đó là cứ giãn ra thôi, mình uống để mình duy trì, uống để gọi là bảo dưỡng, uống để gọi là nó không tái tạo lại, là như vậy thôi, có 3 chai. Rồi ôi đủ thứ hết, mình đi đâu mình không còn sợ gì nữa. Có những lúc cái dáng mình đẹp là cái mặt mình đẹp mình phải khoe, chứ đi đâu cũng trùm kín mít hết. Đẹp thì đi ra đường để khoe, chứ tự nhiên khoe trùm hết trơn có ai đâu mà thấy. Thành ra từ đây trở đi quý vị nếu uống được cái này thì không có sợ cái điều đó, mặc sức thoa hồ mà diện đồ đẹp để người ta ngắm nhé.